Chào các bạn, mình đang ở chuồng nai và thú móng vuốt ở Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Hôm nay mình đến tham quan đúng lúc là gặp các nhân viên ở đây đang cho thú ăn. Từ trước giờ mình cứ nghĩ là những con thú, con nai chỉ ăn cỏ, ăn lá cây rồi, ăn rau. Nhưng mà hôm nay mình mới thấy được là nhân viên ở đây ngoài cỏ, rau ra thì người ta còn cho ăn những cái bao như hồi này, mình không biết nó là lúa hay bắp. Nhưng mà thấy cái bao giống rất là giống cái bao bắp. Khi mà thấy nhân viên cho ăn đến thì những con nai tập trung lại rất là đông. Ở đây cái chuồng rất là lớn nhưng mà cái số lượng nai rất là nhiều. Nên mình nhìn xuống đất mình thấy rất là nhiều dấu chân hầu như là nó kín hết cái khu vực này. Thank you.